hình tròn cho bánh ô tô. Kẻ đường thẳng làm phần dưới đáy xe ô tô chấm 2 điểm. Và mình vẽ cái phần góc của ô tô hai bên khung xe. Thêm phần cửa kính cho lái xe ngồi và khách ngồi. Hôm nay vẽ xe taxi nha. Taxi sẽ có thêm biển xe và có chữ T A X I taxi. Phần này có bị thừa rồi, xóa đi. Xong. Tiếp theo bánh xe, hai chữ O nho nhỏ. Vành của xe là phần bánh xe hay phần lốp xe đó. Kẻ các đường thẳng để trang trí khi xe lăn bánh. Xoay 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 đẹp 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 đẹp. Và cô sẽ vẽ thêm đường zig zag để ra biển hiệu của xe. Chỗ đó chúng mình tùy ý nha. Phần nền vạch ngăn cách mình sẽ kẻ một đường thẳng để cho cái đường vạch ngăn cách giữa hai bên đường rõ nét. Sau đó vẽ các hình chữ nhật, các hình chữ nhật đều nhau giữa hai làn đường, nhớ chưa nào? Phần tiếp theo vẽ gì giờ nhỉ? Hay là cô sẽ vẽ phần sang đường đi. Muốn sang đường thì lại có thêm vạch kẻ sang đường. Kẻ một đường thẳng mờ mờ thôi nha. Vạch sang đường, đi sang đường. Xong rồi, bây giờ đến lề đường. Bên cạnh lề đường sẽ có cây cột xanh, đỏ, vàng. Đèn đỏ đứng lại, đèn vàng chuẩn bị đứng lại và đèn xanh thì đi. Những ngôi nhà chúng mình có thể vẽ các ngôi nhà tùy ý, mái hình tam giác, mái hình vuông, mái hình chữ nhật, hoặc mái bằng, hoặc mái nhọn, hoặc cây xanh, cây cối. Rồi cửa hàng bán pizza, hoặc bạn nào thích thì có thể vẽ Rai City Linh Đàm, nơi cô Quyên đang ở. Rai City còn rạp chiếu phim CGV. Yeah yeah yeah. Hoặc các bạn có thể vẽ cảnh nơi mình sinh sống, nếu có nhiều cây thì càng tốt nha, cho nó mát. Mùa hè nóng lắm, có cây mới mát. Rồi lề đường sẽ có gạch, kẻ gạch. Yeah, xong rồi. Phần lề đường bên này hơi trống, cô sẽ vẽ nhiều các cây hoa, cây hoa, cây hoa, cây hoa. Trường nha, thật nhiều màu, thật đẹp. Wow 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 wow.